Chào các em. Thế là một tuần nữa lại trôi qua, thầy trò chúng ta lại học trực tuyến. Hôm trước các em đã được thầy cô dạy cho bài Mùa Xuân Nho Nhỏ là một bài thơ rất hay. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một bài thơ cũng rất là đặc sắc. Các em thân mến, sau khi bắt đầu có rất nhiều bài thơ, có rất nhiều tác phẩm viết về Bác, nhưng có lẽ một trong những tác phẩm đặc sắc nhất, hay nhất đó là bài Viếng Lăng Bác của Viễn Vương mà thầy trò chúng ta hôm nay sẽ tìm hiểu. Thì chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất, đó là đọc hiểu chú thích. Các em nhớ là sách ra rồi để mình theo dõi cho nó dễ nha các em. Phần thứ nhất về tác giả. Rồi, em hãy yêu những nét chính về tác giả Viễn Vương. Thì như các em đã tìm hiểu trước ở nhà, các em cần nắm lại gạch dưới những ý chính mà thầy lưu ý các em nắm để khi ta vận dụng vào việc phân tích thơ. Viễn Vương 1928-2005. Rồi, tên khai sinh là Phan Thanh Viễn, quê ở An Giang, tức là ở miền Tây. Trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ, ông hoạt động ở Nam Bộ và được đánh giá là một trong những cây bút có mặt sớm nhất của lực lượng văn nghệ giải phóng miền Nam thời chuẩn bị cứu nước. Thì ở sách giáo khoa không có giới thiệu một số tác phẩm chính của Viễn Vương, thầy cũng nói thêm để các em nắm một số tác phẩm chính của Viễn Vương như là Như Mây Mùa Xuân, Mắt Sáng Học Trò, vân vân. Thì phần này khá đầy đủ trong sách giáo khoa, cho nên các em chỉ cần nghe ngắn gọn tác giả Viễn Vương sách giáo khoa. Tại vì sách giáo khoa phần thứ hai ta nói về tác phẩm. Qua phần tìm hiểu ở nhà, hãy cho thầy biết cái hoàn cảnh sáng tác bài thơ. Thì như các em thấy trong sách cũng có giới thiệu, đó là bài thơ được sáng tác vào tháng 4 năm 1976, sau khi đất nước được thống nhất, Lăng Bác cũng được vừa khánh thành. Thì nhà thơ từ miền Nam ra viếng Lăng Bác và bài thơ đã ra đời trong dịp ấy. Như vậy phần hoàn cảnh sáng tác cũng có trong sách giáo khoa, một con ghi đó là hoàn cảnh sáng tác sách giáo khoa trang 59. Cho thầy biết phương thức biểu đạt. Các em biết thơ chính là biểu cảm, phương thức biểu đạt, biểu cảm. Và cái thể thơ thì bài Viễn Lăng Bác, các em thấy đó là cái thể thơ mới, thể thơ tự do, chủ yếu là 8 chữ. Rồi qua phần tìm hiểu cho thầy biết cái nội dung bài thơ. Thì rõ ràng các em dễ dàng nắm bắt được cái bài thơ thể hiện đó là niềm xúc động thành kính, tình cảm kính yêu biết ơn Bác sâu xa của nhà thơ. Để hiểu được cái nội dung ấy, cái tình cảm ấy của nhà thơ, thầy trò chúng ta sẽ đi vào phần đọc hiểu văn bản.
thì các em đọc bài thơ này cố gắng là đọc giọng thành kính trang nghiêm, thể hiện được cảm xúc của nhà thơ, và ta thấy được cái tình cảm của nhà thơ đối với bác được thể hiện qua cái trình tự thời gian kết hợp với không gian. Bài thơ có bốn khổ, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng khổ thơ. Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác, đã thấy trong sương hàng tre Bác nhé. Ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa sa đứng thẳng hàng. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ, kết tràng hoa dân 79 mùa xuân. Bác nằm trong giấc ngủ bình yên, giữa một vầng trăng sáng dịu hiền. Vẫn biết trời xanh là mãi mãi, mà sao nghe nhói ở trong tim. Mang về miền Nam thương trào nước mắt, muốn làm con chim hót quanh lăng Bác, muốn làm đó hoa tỏa hương đâu đây, muốn làm cây tre trung hiếu chốn này. Rồi, chúng ta sẽ đầu tiên tìm hiểu về từng khổ thơ. Ta tìm hiểu khổ thơ thứ nhất, đó là cảm xúc của nhà thơ về cảnh vật quanh lăng Bác. Ta thấy câu thơ mở đầu giống như một lời tự sự: con ở miền Nam ra thăm lăng Bác. Em có nhận xét gì về cách xưng hô, từ ngữ xưng hô trong câu thơ này? Ta thấy cách xưng hô con bạn thể hiện được tình cảm gì của nhà thơ? Thể hiện đúng vậy, đó là tình cảm đơn gũi thân mật mà kính yêu, tình cảm thân mật kính yêu. Hai tiếng miền Nam trong câu thơ đầu không chỉ là chỉ địa danh mà nó còn mang nhiều ý nghĩa. Nhà thơ muốn nói với bác: bác ơi, con ở miền Nam xa xôi ra thăm bác đây. Miền Nam luôn trong tim bác, miền Nam thành đồng tổ quốc. Như nhà thơ Tố Cụ đã viết: bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam mong bác nỗi mong cha. Các em thấy tựa bài thơ là biến lăng Bác, nhưng ở đây trong thơ đầu tác giả lại dùng từ thăm. Đó là biện pháp nghệ thuật gì anh em? Đó là biện pháp nói giảm, nói tránh. Ví là đối với người đã mất, thăm là người còn sống. Như vậy trong tâm tưởng nhà thơ, hình ảnh Bác vẫn còn sống mãi. Ta có cảm tưởng như nhà thơ là một đứa con từ phương xa về thăm cha. Rồi em hãy đọc thầm ba câu thơ sau và cho thầy biết đến miếng lăng Bác, hình ảnh đầu tiên để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhà thơ là hình ảnh gì. Đã thấy trong sương hàng tre Bác nhé, ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa sa đứng thẳng hàng. Như vậy đến miếng lăng Bác, hình ảnh đầu tiên để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhà thơ chính là hình ảnh hàng tre thân quen của làng quê Việt Nam.
thề cho em. Bắt nhé, thề cho em bắt nhé. Hàng ghé săn săn Việt Nam. Bảo tàng Hun Sen. Đứng thẳng hè. Như vậy các em thấy bát ngát xanh xanh là từ loại gì? Đúng rồi, đó là từ lái miêu tả. Và câu thơ bảo táp mui sa đứng thẳng hàng, tác giả sử dụng nghệ thuật gì vậy em? Ở đây tác giả sử dụng nghệ thuật ẩn dụ, nhân hóa, nghệ thuật ẩn dụng nhân hóa. Như vậy hình ảnh đầu tiên mà để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhà thơ Nguyễn Lâm Bác đó là hình ảnh hàng tre bát ngát xanh xanh tươi tốt trải dài. Hình ảnh hàng tre ấy đã được nâng lên thành biểu tượng của con người Việt Nam. Bảo tháp mưa sa đứng thẳng hàng, đó là hình ảnh hàng tre giờ đây nó gợi ra hiện tượng giống như những người chiến sĩ kiên cường bất khuất, những con người Việt Nam vượt qua tất cả mọi gian khổ. Rồi. Hàng tre tươi tốt biểu tượng của con người Việt Nam. Ta cũng gặp hình ảnh hàng tre ấy trong cái bài hàng Cây Tre Việt Nam của nhà văn Thép Mới đã từng ca ngợi: tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Đó là cái cảm xúc của nhà thơ về cảnh vật quanh Lăng Bác mà ta vừa tìm hiểu ở khổ thơ đầu. Rồi các em tiếp tục đọc khổ thơ thứ hai: ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ, kết tràng hoa dân 79 mùa xuân. Như hồi đầu thầy nói, bài thơ thể hiện cái cảm xúc thành kính của nhà thơ theo một cái khi viếng Lăng Bác theo một cái trình tự, đó là thời gian kết hợp với không gian. Như vậy đây là cảm xúc của nhà thơ trước Lăng Bác. Càng gì ý thứ hai, cảm xúc của nhà thơ trước Lăng Bác. Đây, các em đọc thầm lại khổ thơ thứ hai cho thầy. Như vậy đọc lại cho thầy hai câu thơ đầu. Cảm nhận của em về hai câu thơ này như thế nào? Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Như vậy các em thấy
trong hai nhà thơ này có hai hình ảnh mặt trời. Như vậy mặt trời thứ nhất, theo em mặt trời thứ nhất là mặt trời gì? Mặt trời thứ nhất chính là mặt trời thiên nhiên, là nguồn sống của muôn loài. Mặt trời ấy ngày ngày đi qua, ngày ngày đi qua. Trên lăng rồi mặt trời ấy còn thấy một mặt trời khác trong lăng rất đỏ. Như vậy ta thấy trong câu thơ này tác giả sử dụng nghệ thuật gì? Mặt trời đi qua và thấy, đó là nghệ thuật nhân hóa. Một mặt trời trong lăng rất đỏ là để chỉ ai cho các em? Mặt trời trong lăng rất đỏ đó là chỉ Bác Hồ. Câu thơ sử dụng nghệ thuật gì? Sử dụng nghệ thuật ẩn dụ rất tài tình. Như vậy ví Bác như mặt trời, nhà thơ muốn diễn tả điều gì các em? Mặt trời thiên nhiên đã được nhân hóa và nhận ra mặt trời trong năm đất đỏ, đó là Bác Hồ. Ví Bác như mặt trời, nhà thơ vừa ngợi ca sự lớn lao vĩ đại, vừa thể hiện lòng biết ơn Bác. Bởi vì Bác là ánh sáng cách mạng đã giải phóng dân tộc khỏi bốn đêm nô lệ. Đúng như nhà thơ Tố Hữu đã ca ngợi, Bác Hồ là vị cha chung, là sao bắt đầu là vầng thái dương, còn đang đi giữa đêm trường, nhờ cha soi đuốc dẫn đường con đi. Như vậy ta thấy tác giả ngợi ca sự lớn lao vĩ đại và thể hiện lòng biết ơn. Ngợi ca sự lớn lao vĩ đại và lòng biết ơn Bác. Rồi các em tìm hiểu tiếp cho thầy hai dòng thơ cuối. Ngày ngày dòng người đi đông thương nhớ, kết càng hoa dân 79 mùa xuân. Em cảm nhận gì về hai câu thơ này? Như vậy đến viếng lăng Bác, nhà thơ còn nhận ra được hình ảnh dòng người ngày ngày đi trong thương nhớ. Đi trong thương nhớ. Không thương không nhớ sao được, khi suốt cuộc đời của Bác, người chỉ biết hy sinh cho dân tộc, cho đất nước. Đúng như nhà thơ Tố Hữu đã từng ca ngợi, ôi lòng Bác vậy cứ thương ta, thương cuộc đời chung thương cỏ hoa, chỉ biết quên mình cho hết thảy, như dòng sông chảy nặng phù sa. Hay Bác ơi, tim Bác mênh mông thế, ôm cả non sông mọi kiếp người, cho nên Bác mất đi đã để lại muôn vàn thương nhớ cho dân tộc. Nhà thật vậy, không chỉ dân tộc ta thương tiếc Bác mà cả thiên nhiên cũng rơi lệ khi Bác đã ra đi mãi mãi. Nhà thơ Tố Hữu đã viết, suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa, đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Như vậy có thể nói Bác mất đi là một sự mất mát không gì bù đắp nổi của dân tộc ta. Hình ảnh kết tràn hoa dân 79 mùa xuân, em hiểu ý nghĩa câu thơ này như thế nào?
kết tràng hoa. Dân 79 dân 79 mùa xuân. Kết tràng hoa đó là hình, đó là tác giả sử dụng nghệ thuật gì vậy các em? Tác giả sử dụng nghệ thuật ẩn dụ. Nhà thơ liên tưởng hình ảnh dòng người vào quyển lăng bay, giống như kết lại thành tràng hoa dâng lên chúc thọ người. 79 mùa xuân là hình ảnh nghệ thuật gì các em? Hoán dụ, ẩn dụ, hoán dụ. Lấy cái tuổi đời của bác, bác sống 79 tuổi, để chỉ cuộc đời của bác sống đẹp như những mùa xuân, và đồng thời cũng làm ra những mùa xuân tươi đẹp cho đất nước. Câu thơ thể hiện lòng kính yêu, thương tiếc, biết ơn bác của nhà thơ, cũng chính là của dân tộc Việt Nam, của tất cả những ai đến viếng lăng bác. Rồi, tiếp tục mạch thơ chúng ta sẽ tìm hiểu về khổ thơ thứ ba. Bác nằm trong giấc ngủ bình yên, giữa một vầng trăng sáng dịu hiền, vẫn biết trời xanh là mãi mãi, mà sao nghe nhói ở trong tim. Như vậy ở khổ thơ thứ ba này, đó là cảm xúc của nhà thơ khi vào trong lăng thấy bác. Các em ghi hình ý thứ ba, cảm xúc của nhà thơ khi vào trong lăng thấy bác. Bác nằm trong chiếc ngủ bình yên, giữa một vầng trăng sáng dịu hiền. Nhà thơ vào trong lăng và thấy bác đang trong chiếc ngủ bình yên. Bác nằm trong chiếc ngủ bình yên. Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền, giữa một vầng trăng sáng dịu hiền, tác giả giờ đây đã vào trong lăng và thấy bác trong giấc ngủ bình yên. Câu thơ bác nằm trong giấc ngủ bình yên là cách nối giảm nối tránh. Nhà thơ thấy bác đang thanh thản trong giấc ngủ bình yên, bởi vì suốt cuộc đời của bác biết bao đêm bác không ngủ vì lo cho dân cho nước. Các em đã được học bài đến nay bác không ngủ của nhà thơ Minh Huệ. Bác hương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng, rải lá cây làm chiếu, manh áo phủ làm chăn, ngoài trời mưa lắm lắm làm sao cho khỏi ướt. Hay là lúc bị bọn tưởng giới thật bắt giam đầy đọa, nhưng bác không nghĩ đến thể xác mà chỉ luôn lo lắng cho vận mệnh dân tộc, lo lắng cho đất nước.
một canh, hai canh, lại ba canh, trằn trọc băn khoăn rất chẳng thành. Canh bốn, canh năm vừa chợt mắt, sao vàng nắm cảnh mộng hồn quanh. Hay là trong cái bài này, cảnh khuya em cũng thấy được, bác không ngủ vì lo cho dân cho nước. Cảnh khuya như vẻ người chưa ngủ, chưa ngủ vì lo nổi nước nhà. Có lẽ giờ đây đất nước đã được thống nhất đúng như ước nguyện của bác. Người thật sự đi vào giấc ngủ bình yên. Giữa một phần trăng sáng dịu hiền, liên tưởng ánh sáng dịu dịu nhẹ nhẹ trong lanh. Nhánh sáng phần trăng là một sự liên tưởng độc đáo. Ở câu thơ này tác giả sử dụng nghệ thuật gì vậy các em? Đó là nghệ thuật ẩm dụng. Để nhà thơ ngợi ca tâm hồn trong sáng thanh cao của bác. Ngợi ca tâm hồn trong sáng thanh cao của bác. Và nhắc đến hình ảnh vầng trăng, ánh sáng của vầng trăng, ta thấy chứng tỏ Viễn Phương rất hiểu về bác. Lúc sinh thời, bác luôn xem trăng là tri kỷ. Người đã làm rất nhiều bài thơ để ngợi ca vầng trăng. Trong tù không rượu cũng không hoa, cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ. Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. Ta thấy bác luôn xem trăng là tri kỷ. Hay là trong bài trăng vào, bài Tân Huấn Trận, trăng vào cửa sổ đổi thơ, việc quân còn bận sinh chờ hôm sau. Vầng trăng đó giờ đây như cũng vào trong lăng để bầu bạn tri kỷ với bác. Như vậy ngợi ca tâm hồn trong sáng thanh cao của bác. Và còn ý nữa là trăng luôn là tri kỷ. Rồi, các em đọc tiếp hai câu thơ sau cho thầy. Và em cảm nhận hai câu thơ sau này như thế nào? Vẫn biết trời xanh là mãi mãi, mà sao nghe nhói ở trong đêm. Vẫn biết trời xanh là mãi mãi, mà sao nghe nhói ở trong tim. Mà sao nghe nhói trong tim. Như vậy câu thơ vẫn biết trời xanh là mãi mãi, tác giả sử dụng nghệ thuật gì vậy các em? Tác giả sử dụng nghệ thuật đó là ẩn dụ. Nhà thơ quý bác như bầu trời xanh, trường tồn bất diệt. Thật vậy, bác mất đi nhưng hình bóng bác vẫn sống mãi trong lòng dân tộc, sống mãi trong sự nghiệp cách mạng. Đó là về mặt tình cảm. Nhưng về mặt lý trí thì không thể chối bỏ được là bác đã đi xa, bác đã mất. Nhà thơ cảm thấy nhói ở trong tim. Từ nhói là một nhãn tử. Ha.
hay nói cách khác tức là từ đắc. Chỉ một từ dối ấy thôi cũng đủ thể hiện hết tình cảm, thương tiếc, đau xót vô vàn của nhà thân trước thực tế bác không còn nữa. Không nhói không đau sao được khi nhà thơ đó bác đây mà xa cách nghìn trùng mãi mãi. Dân tộc Việt Nam cũng như nhân dân miền Nam không còn được nghe bác nói thấy bác cười, không còn được đón bác vào thăm. Hiểu được điều đó ta mới hiểu được hết cái từ nhói ở trong tim của nhà thơ. Mà sao nghe nhói ở trong tim? Câu thơ thể hiện được tình cảm thương tiếc. Cũng như lòng biết ơn. Tình cảm thương tiếc, lòng biết ơn. Chúng ta vừa tìm hiểu xong ý nghĩa của khổ thơ thứ ba, thì các em biết cuộc vui nào rồi cũng tàn, chuyến viếng thăm nào rồi cũng kết thúc. Khổ thơ thứ cuối cùng mang về miền Nam thương trào nước mắt, muốn làm con chim hót quanh lăng Bác, muốn làm cỏ hoa cỏ hương đâu đây, muốn làm cây tre trung hiếu chỗ này. Đó là cảm xúc của nhà thơ khi rời lăng Bác. Em ghi ý thứ tư, cảm xúc của nhà thơ khi rời Lăng Bác. Khi rời Lăng Bác, các em đề là khổ bốn. Tập lại câu thơ đầu cho thầy. Mai về miền Nam thương trào nước mắt. Từ mai về nghĩa là hiện tại nhà thơ vẫn ở đâu các em? Đúng rồi, từ mai về tức là hiện tại nhà thơ vẫn ở bên Bác, vẫn ở Lăng Bác. Chỉ nghĩ đến ngày mai sẽ rời xa Bác. Nhà bao nhiêu cảm xúc dâng trào, thương trào nước mắt. Cái cụm từ thương trào nước mắt, từ ngữ đó một mạc giản dị, đậm chất Nam Bộ, thể hiện được tình cảm chân thành của nhà thơ. Trong dòng nước mắt ấy là tình cảm thương tiếc, kính yêu, quyến luyến, không muốn rời xa Bác. Em hãy đọc lại ba câu thơ cuối. Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác, muốn làm đó hoa cỏ hương đâu đây, muốn làm cây tre trung hiếu chỗ này. Em thấy trong ba câu thơ cuối có cái từ ngữ nào được lặp đi lặp lại nhiều lần? Đó là từ muốn làm. Như vậy từ muốn làm này là tác giả sử dụng nghệ thuật gì? Nghệ thuật điềm ngữ. Đúng rồi, điềm ngữ. Như vậy nhà thơ ước nguyện được làm cái gì em? Chứ là làm con chim hót quanh lăng Bác, muốn làm con chim hót quanh lăng Bác để làm gì? Để đem tiếng hót giữ giấc ngủ bình yên cho Bác. Muốn làm đó hoa cỏ hương đâu đây, đó hoa
tỏa hương. Đâu đây cũng chính là để góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp lăng mạn. Và thật xúc động ở câu thơ cuối, nhà thơ ước nguyện được làm gì các em? Đúng rồi, được làm cây trang trung hiếu. Được làm cây tre trung hiếu cũng chính là làm một người con trung với nước, hiếu với dân, như lời Bác dạy, nghĩa là tiếp tục con đường cách mạng của Bác. Ba câu thơ cuối ta thấy đó là thể hiện tấm lòng tự nguyện. Điệp ngữ làm này nhấn mạnh tấm lòng tự nguyện chân thành, của nhà thơ thể hiện tấm lòng biết ơn thành kính đối với Bác, bằng góp một tiếng chim để giữ giấc ngủ bình yên, góp một đóa hoa để tỏa hương, làm đẹp thêm lăng Bác, muốn làm cây tre trung hiếu chỗ này. Như vậy các em thấy hình ảnh cây tre ở chỗ thơ đầu đã được lặp lại ở câu thơ cuối này, đó là theo kết cấu đầu cuối tương ứng đầu cuối tương ứng, nó làm cho hình ảnh cây tre mang ý nghĩa mới trọn vẹn hơn. Như vậy ở chỗ thơ cuối ta thấy tình cảm của nhà thơ dành cho Bác cũng chính là tình cảm của dân tộc Việt Nam, của tất cả những ai khi đến viếng lăng Bác. Rồi các em hãy đọc lại bài thơ một lần và nắm lại ý nghĩa của từng khổ thơ, những cái nghệ thuật đặc sắc. Vì đây là một trong những bài thơ quan trọng để các em thi học kỳ cũng như là tuyển sinh 10, cho nên các em cố gắng nắm cho thật tốt. Rồi, ta sang phần cuối, đó là phần bài học. Rồi, hãy chốt lại cho thầy những cái nghệ thuật đặc sắc của bài thơ. Như vậy các em chú ý đó là về nghệ thuật. Thì các em nhớ bài thơ đó là giọng thơ thành kính, trang nghiêm, kết hợp với nghệ thuật gì nữa các em? Đó là nghệ thuật nhân hóa, ẩn dụ rất tài tình. Rồi sau đó các em nắm lại nội dung bài thơ cho thầy. Nội dung đó là tình cảm, thương tiếc, kính yêu, kính yêu Bác, của nhà thơ cũng là của dân tộc Việt Nam. Các em nhớ ghi nhớ sách giáo khoa. Thì chắc chắn học bài thơ này thì các em sẽ hiểu thêm nhiều về bài thơ viếng lăng Bác.
Và đặc biệt thầy cũng nói thêm bài thơ hôm trước, bài thơ Một Xuân Nho Nhỏ đã được phổ nhạc, cũng là một trong những cái bài thơ đặc sắc. Thì hôm nay Hiếu Lăng Bác cũng là một trong những cái bài thơ đã được phổ nhạc, được đông đảo người nghe yêu thích bởi cái giọng điệu thiết tha, truyền cảm bởi tình cảm chân thành của nhà thơ. Với bài thơ này thì Viễn Vương đã góp vào vườn thơ Việt Nam một đóa hoa đặc sắc mà vẫn mang đậm dấu ấn phong cách sáng tác độc đáo của nhà thơ. Các em ghi cho thầy phần luyện tập. Thì phần luyện tập đó thầy chỉ yêu cầu các em là mình viết cái cảm nhận của mình về một khổ thơ mà mình yêu thích nhất trong cái bài thơ Viếng Lăng Bác. Kèm đi ha. Cảm nhận. Về một khổ thơ mà em thích nhất trong bài Viếng Lăng Bác. Thầy mong rằng các em cứ viết những cái điều gì mình tiếp thu được từ bài học, rồi cũng giống như những cái học trước, rồi các em gửi về cho thầy cô. Mong các em cũng học thuộc lòng bài thơ này để phục vụ cho việc mình thi học kỳ và thi tuyển sinh 10. Thì tiết học đến đây là hết. Thầy chào các em, chúc các em có nhiều sức khỏe và học tốt. Mong thầy trò mình sớm gặp lại. Rồi, chào các em.